5 cây vàng, một cục vàng mà được Kỳ Lân chế tác thành cái đồ khu rượu vang hình dạng cá mập. Wow, vàng, nguyên khối vàng nguyên khối được Kỳ Lân chế tác thành hình dạng cá mập, nhưng đây là cái đồ khu rượu vang full hết là vàng nguyên khối. Và trên mắt của cá mập này hai bên là Kỳ Lân gắn hai viên kim cương ống a ống ánh. 5 cây vàng, một cục vàng mà được Kỳ Lân chế tác thành cái đồ khu rượu vang hình dạng cá mập. Và bây giờ hiện tại là mới hoàn thiện được 99% thôi, phải kết hợp với một phần da nữa. Chỗ này là chỗ khoảng trống Kỳ Lân để sẵn có những cái thiết kế như thế này, những cái lượng sóng như thế này. Tại sao mà không làm full luôn vàng cho nó bằng, mà tại sao làm lõm ở trong phần này so với cái lằn ngay chỗ cái đầu và lằn ngay chỗ cái đuôi, để mà một phần lõm vô như thế này phần vàng hết, là vì để Kỳ Lân sẽ bọc một lớp da, đó chính là da cá mập. Kỳ Lân sẽ chọn băng da cá mập thiệt là đẹp, sau đó Kỳ Lân sẽ bọc vào thì cái đồ khu rượu vang bằng vàng khối này sẽ hoàn tất 100% và sẽ bàn giao đến tận nơi tận tay vì khách hàng đã đặt cái đồ khu rượu vang này. Vàng hết luôn, full vàng. Và có hai viên kim cương hột xoàn thiên nhiên, mà hai viên này Kỳ Lân phải chọn làm sao để hai viên này, hai viên hai bên phải đồng nhất với nhau về kích thước, độ sạch, độ đẹp, thông số hết, để đó là hàng cao cấp thì sự tỉ mỉ, sự tinh tế và sự chọn lựa để tạo ra sản phẩm cao cấp. Đã là đồ cao cấp thì phải tỉ mỉ, tinh tế từng bước một, từng cái một, từng vị trí một, từng chút một để cho ra đúng tiêu chí đồ cao cấp luxury.